Câu chuyện này là 7-8 năm về trước, rất là hận. Chỉ còn nhìn thấy nó đâu là muốn giết nó chết vậy đó. Nó bỏ mình với một cái lý do rất là đơn giản, đang bình thường vậy nè. Hình như nhớ là chia tay ngay cái ngày sinh nhật của Nhi. Mình bước qua đời nhau, đừng làm nhau đau. Má ơi, gì đó lại. Đừng nhìn nhau không gặp nhau, không muốn chào. Nói thật là em hát có nhạc thì hay nhé. Hát chuông thì sao nó kỳ kỳ á, như là bắt tông á. Có nhạc hát thì hay. Ê, cho mọi người giày 3 chữ 8 trời. Mình đã từng hạnh phúc, phải không anh ơi? Cái này tặng người yêu được mà đúng không? Mình cùng nhau gì đó. Nếu như mà chia tay hả? Khi mơ hồng. Ủa? Không có người này thì kiếm người khác anh. Chứ hạnh phúc gì? Trời ơi, trời ơi. Hai người chia tay, bốn người hạnh phúc. Trời ơi, đừng mà. Anh đừng có bỏ em à. Thôi đi trời. Dù sao cũng là vợ là chồng. Trời ơi, là trời nó tức. Thí dụ mà nó có lỡ lăng nhăng thì mình đi đủ thằng khác có không? Không anh nói bậy. Lỡ mà nó đi chơi con khác thì mình đi lấy thằng khác. Lấy xong rồi hai đứa mình về quất nhau tiếp. Có gì đâu mà ghen. Cuộc sống bây giờ mà ghen cái gì trời. Trời ơi, má. Cái cũ đi thì cái mới nó mới tới đúng không? Một chục cái mới đang xếp hàng đợi tới đó. Đừng có nói như vậy, người ta biết mình ấm ức, mình trả đũa. Mình là người con gái mạnh mẽ. Mình không có được nói như vậy. Nói nghe, cái sự thất bại của một con đàn bà hoặc là một thằng chồng, khi mà bỏ vợ bỏ chồng mà lúc nào cũng trời ơi chắc tao cần nó à, tao bỏ nó xong hả, 80 thằng nó đứng xếp hàng để tao về. Nói cái câu đó ra là người ta biết mình ấm ức. Không có được nói như vậy. Mình chỉ võng bạc mình nói thì để tao coi, nhẹ nhàng vậy thôi, hiểu không? Chứ không cần kể lể cái vụ mà có 100, có 10 thằng, có 1000 thằng, có tỷ thằng, giấu đi má. Thì có bây giờ là mấy tỷ này biết đâu. Giấu là phải co, mình có là mình phải giấu. Còn mà mình khoe ra là mình xu. Dòng cái thứ mà người ta có là người ta tật, ta gục gịch, ta giấu như mèo, giấu cứt. Còn mà cái thứ mà không có lúc nào đi ra đường cũng phà. Hiểu không? Trời hay quá vậy trời. Trời ơi, tôi tâm lý lắm bà. Tâm lý bị bồ đá nhiều đó. Hiểu không? Hồi xưa tôi bị chồng bỏ dữ lắm. Chồng bỏ không hả? Trời, lại trời. Trời xuất sắc nha. Chồng bỏ không hả? Chồng bỏ. Ồ, tao nghe. Alo. Nghe nè. Ừ, cứ đem về buổi lại. Rồi cho nghe. Nghe nè. Đang tập gym nữa mà. Thiệt sự luôn, biết làm sao không? Hồi xưa á, hồi xưa là Nhi là cái người đàng hoàng nha, không phải như bây giờ. Giờ không đàng hoàng hả? Bây giờ thì hơi không đàng hoàng chút xíu. Nói chung là giờ không có tin tưởng cho tình cảm thì đương nhiên người ta sẽ nói mình không đàng hoàng, đúng không? Ai mà chả vậy. Nhưng mà hồi xưa lúc mà thời mà đóng bộ ba đĩa thỏ đó, mới lớn, tin tưởng cho tình yêu, yêu ai là yêu hết mình, yêu say đắm, yêu mà yêu ngu ngục quần què. Yêu mà bị nó bỏ một cái đứng ở ngoài K3, hồi xưa còn quán nhậu K3. Biết. Làm lộ, thôi đó làm lộ rồi tóc giả mà đứng khóc mà dập mang của khóc vậy đó con su á. Nói vụ này là kể con su á. Đứng ôm con su, nhậu xỉn rồi ôm hai đứa ôm nhau ngoài đường khóc. Dặm dò mang của mà đứng dặm dò. Đội sớ, đội tóc thì mà khóc rớt tóc giả luôn. Trời ơi. Hồi xưa tới bây giờ luôn, bây giờ Nhi không muốn nhắc tên người đó. Tại giờ Nhi với người đó ai cũng là người thành công, ai cũng đã người có tên tuổi rồi. Bây giờ cái người đó người ta là một thầy giáo, một giảng viên rồi. Cái hình tượng nó đẹp biết bao nhiêu mà đâu có biết hồi xưa nó chó đẻ bấy nhiêu đâu. Nhưng mà thật sự bây giờ nhìn nhau vẫn cười, nhìn nhau vẫn kêu bằng anh. Nhưng mà hồi xưa rất hận nha. Câu chuyện này là 7-8 năm về trước, rất là hận. Chỉ còn nhìn thấy nó đâu là muốn giết nó chết vậy đó. Nó bỏ mình với một lý do rất là đơn giản, đang bình thường vậy nè. Hình như nhớ là chia tay ngay cái ngày sinh nhật của Nhi luôn. Cái ngày sinh nhật nó tặng mình hai cái ly về chia tay. Nó tặng cái ly cặp má. Nó tặng hai cái ly cặp kể cho nghe, bữa đó có con su luôn. Con Nguyễn nè, sẵn bây giờ thì kể luôn cho nghe cái câu chuyện nó dài y chang một con lương vậy đó. Nhi có một đứa bạn mà bây giờ người này đã mất rồi. Hồi xưa là rất là thân với Nhi, nó cũng là bóng kính luôn.
mẹ của nó là bạn của bà ngoại. Mẹ của nó là Ô Môi, là ở đối diện nhà với Nhi ở quận 5. Mẹ nó là mướn cái nhà đó đối diện để bán bù lon ốc vít này kia rồi đó. Là bạn của bà ngoại. Thì nó chơi chung với Nhi thì vô tình mới biết. Thì bắt đầu á, Nhi mới biết là thằng chồng Nhi là hồi xưa nó còn đi học, là lúc trước nó là học dược sĩ. Mình thấy dạo này nó, mình biết nó có bồ. Con bạn ở chung lớp của nó hồi xưa mình đóng phim Bộ Ba Đĩa Thỏ là mình đã nổi tiếng rồi. Thì hai đứa quen nhau đăng hình lên vô Facebook. Thì con bạn học của nó đó mới nhắn tin cho Nhi: Nhi ơi, tôi thấy ... nó đang có bồ đó. Mình nói ủa sao biết? Chiều nào tôi cũng thấy thằng đó tới rước. Đi học về, thằng này đi học về là thằng đó tới rước. Thì mình mới nói rồi ok, tao đi đánh ghen. Mình mới rủ con bạn thân mình đi đánh ghen. Hiểu không? Gì vậy trời, dễ trâu quá vậy. Bởi vì mới nói hồi xưa mười mấy tuổi mà yêu lắm á. 3-4 giờ chiều, thí dụ 5 giờ nó học ra, là 3-4 giờ đứng gình trước trường học mà đủ má nắng nó hắn. Nắng 3-4 giờ chiều. Mà trường nó ở trường Thăng Long ngay chỗ đại lộ Đông Tây mình nè. Dòng cái thứ chiều, nắng từ đó đánh về, nó đánh vô con mắt mình mà rước. Cứ cho lỏ nhìn vô, nhìn canh ngay cổng trường canh nó đi ra, hiểu không? Bắt đầu đi theo dõi má. Thì nói chiều nào thằng nó cũng rước. Đứng như hoài, không thấy đâu hết. Đứng đợi tới 5 giờ mấy 6 giờ rồi. Gọi cho nó: ủa anh đang ở đâu vậy? Anh đi học về nhà rồi nè. Cái đó ê hay nha, tại sao mà nó trốn mình được, mình đứng ở đây mà đúng cơ sở này luôn, tại sao trốn được? Đi về 7 giờ tối, hồi đó còn đi chiếc cúp mà cúp cánh nén á, có hai cái thùng mà sao dễ thương đúng nha bà. Giống vậy. Phóng lên chiếc cúp đi đánh ghen một mình. 7 giờ thì nhà nó ở đường Trần Văn Đang, cách mạng 8 Trần Văn Đang. Hồi xưa có quán là phố cổ Hà Nội, quán đó là anh chị Trang, bây giờ là chủ quán phố cổ Hà Nội, bây giờ là chủ của quán phòng trà ở trên Đà Lạt, một cái phòng trà rất là lớn nha, bây giờ lên trên đỉnh làm phòng trà rồi, phòng trà gì đó quên rồi, đang cố gắng nhớ thôi. Thì bắt đầu đi qua bển thì lại phát hiện ra nó thèo. Rồi hỏi hồi tao thấy ra ai đi, nó chở con bạn thân mình đó má. Xui trời. Nó chở con bạn thân mình đó. Rồi sao? Là hai đứa em với bạn thân em cùng chồng. Là con bạn thân mình giật chồng mình. Dơ quá. Mà giờ nó chết rồi. Chết rồi. Nó Nhi giận nó biết bao nhiêu năm trời á, cho tới cái lúc mà nó chết là cách đây 2 năm trước, là năm đầu tiên Giang hát cho Hương Nam á, Nhi mới biết nó chết. Thì thằng này mới nhắn tin cho Nhi, mới nói thôi nó chết rồi, em giận nó cũng nhiều năm rồi, thôi bỏ qua đi, tới thắp cho nó một cây nhang để cho nó yên lòng, tại vì rất là nhiều năm mà xưa chơi rất là thân. Thì cái Nhi mới biết, cái Nhi mới nói thôi nó chết thì thôi để tôi tới tôi thắp nhang. Thì tôi Nhi mới nói tới với nó thôi, coi như tao với mày tới đây là hết. Chuyện cũ chuyện mới tao cũng bỏ qua, với lại câu chuyện nó đã quá lâu rồi, tao cũng quên rồi. Lẽ ra ngày hôm nay nếu như tao không biết thì tao cũng sẽ không đến, nhưng mà giờ tao biết thì tao đến. Rồi tao muốn nói là không có chuyện gì nữa, bây giờ tao cũng đã quen nhiều người rồi, tao cũng có người yêu rồi, không có còn liên quan gì đâu, cứ yên tâm mà đi đi là xong đó. Mà tội nghiệp lắm, là mẹ của nó là bạn của bà ngoại đó, làm mất cách đó mấy năm đã mất rồi, và mấy cô mấy chú của nó là không ai liên quan tới nó hết. Và giống như cái tiền phúng điếu rồi cái tiền mà nhà bán xong rồi chia, nó tự ra nó mướn cái căn chung cư nào, chung cư cao cấp nó ở, thì không có người thân, không có gia đình, hiểu không? Tiền phúng điếu rồi tiền chia nhà ăn chơi, hiểu không, này kia đồ đủ thứ hết. Thì bắt đầu mới bị này bị kia, bị hình như lúc đó là bị phổi, rồi mới chết.